Ngày 30 tháng 1, tin từ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội đã tiếp nhận thông tin về việc vừa qua xuất hiện nhiều ô tô gắn phù hiệu Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí lưu thông trên đường, lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để được cảnh sát giao thông bỏ qua những lỗi vi phạm giao thông. Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp nhận phản ánh ô tô mang biển kiểm soát 30A821XX trên xe gắn thẻ để là hội viên và logo Hội Nhà báo Việt Nam. Về việc này, Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định cơ quan này không cấp phù hiệu để trên ô tô, kể cả xe công vụ. Xe ô tô mang biển kiểm soát 30A821XX không thuộc cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam có địa chỉ trên đường Dương Đình Nghệ và đường Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội. Theo Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động cơ quan báo chí cũng bình đẳng như những cơ quan, tổ chức, nhà nước khác, nên không có chuyện cấp phù hiệu để ưu tiên khi lưu thông trên đường. Hội đề nghị các cơ quan chức năng như công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông khi phát hiện những phương tiện gắn phù hiệu như trên cần xử lý nghiêm. Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định hành vi trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của những người làm báo chân chính. Khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng có thể liên hệ với các cơ quan báo chí bị giả mạo để phối hợp cùng xử lý. Về thông tin ô tô mang biển kiểm soát 30A821XX gắn thẻ hội viên và logo Hội Nhà báo Việt Nam, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra xác minh.